Lee Min Ho và những nam thần họ Lee quyền lực nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Hàn Quốc nổi danh đã sở hữu những chàng trai cực phẩm được so sánh là đẹp như hoa. Không chỉ sở hữu gương mặt cùng hình thể body ưu tú, các chàng trai xứ sở kim chi còn ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi tài năng của mình. Hãy cùng The Annette điểm qua một số chàng trai có cùng họ Lee, sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo, đồng thời tạo được dấu ấn bởi nhiều tác phẩm ăn khách và chất lượng. Và hãy nhớ cho chúng tôi biết ngôi sao mà bạn yêu thích có mặt trong gia đình họ Lee này không nhé. Lee Jong Suk. Xuất thân từ nghề người mẫu, giờ đây Lee Jong Suk đã trở thành một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất của Hàn Quốc khi chinh phục được mọi người bởi kỹ năng diễn xuất ấn tượng cùng nhân cách tốt. Tất nhiên còn phải kể đến ngoại hình cao ráo với gương mặt cực kỳ điển trai của ngôi sao hai thế giới nữa chứ. Năm 2021 này hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ của Lee Jong Suk khi anh tái xuất làng giải trí sau khoảng thời gian vắng mặt để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Lee Chun Ki. Đã gần 40 tuổi nhưng Lee Chun Ki vẫn là nam thần trong mơ của biết bao nhiêu người hâm mộ phim ảnh xứ sở kim chi. Nam thần sinh năm 1982 cũng là người đầu tiên khiến khán giả biết đến vẻ đẹp xinh như hoa của một nam diễn viên là như thế nào. Tác phẩm gần đây nhất của anh mang tên Hoa của Quỷ cũng nhận được sự đón nhận khá nhiệt tình của khán giả và lại lần nữa chứng minh được sức hút cũng như năng lực diễn xuất của anh. Lee Min Ho. Cho dù không phải là người cuồng phim Hàn Quốc đi chăng nữa thì chắc hẳn nhiều người vẫn biết tới Lee Min Ho qua loạt phim ăn khách mà anh đóng chính như Vườn Sao Băng, Thợ Săn Thành Phố hay Người Thừa Kế. Gần 20 năm có mặt trong làng giải trí, Lee Min Ho vẫn là diễn viên nam được yêu thích nhất dựa vào lượng người hâm mộ trên Facebook và Instagram. Lee Seung Gi. Chàng rể quốc dân của Hàn Quốc là một trong những ngôi sao vô cùng đa năng khi làm đủ vai trò từ ca sĩ, diễn viên cho đến MC mà vai trò nào cũng hoàn thành rất xuất sắc. Sau 2 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, ngôi sao 34 tuổi đã khiến khán giả nổi da gà với vai chính trong bộ phim trinh thám hình sự Mouse của nhà đài TVN. Cha Eun-woo. Chắc hẳn nhiều người sẽ bất ngờ vì sao Cha Eun-woo có mặt trong gia đình họ Lee. Thật sự thì Cha Eun-woo là nghệ danh của Mỹ Nam và người mê này, còn tên thật chính là Lee Dong-min. Mỹ Nam 24 tuổi này được xem là viên ngọc sáng của làng giải trí Hàn Quốc trong thập niên tới. Dù mới chuyển qua đóng phim không lâu, nhưng Cha Eun-woo đã lọt vào top 3 nam diễn viên được nhiều người theo dõi nhất trên Instagram. Lee Dong-wook. Lee Dong-wook bắt đầu được biết đến nhiều nhờ bộ phim Học Đường 3 vào năm 2000 trên kênh KBS. Ở tuổi 40, Lee Dong-wook là một trong những ông chủ đắt giá nhất với thù lao đóng phim cũng như quảng cáo ngất ngưỡng. Ngoài sự nghiệp phim ảnh thành công, thì hình tượng tốt còn giúp nam chính bạn trai tôi là Hồ Lee được chọn làm đại sứ danh dự cho Thế vận hội mùa đông Pyeongchang năm 2018 và đại sứ du lịch của tỉnh Gangwon. Lee Do-hyun. Mỹ Nam thế hệ mới sinh năm 1995 cũng là trường hợp đặc biệt trong danh sách này. Dù tên thật là Lim Dong-hyun, nhưng vì nổi tiếng với nghệ danh Lee Do-hyun nên nam chính trở lại tuổi 18 vẫn được tính là thành viên trong gia đình họ Lee. Tuổi thanh xuân của tháng 5 là bộ phim sắp tới mà Lee Do-hyun đóng chính sẽ phát sóng trên kênh KBS 2. Đây là cơ hội để anh nâng cao danh tiếng sau thành công của Trở Lại Tuổi 18 và Sweet Home vào năm ngoái. Lee Jae-wook. Tuy không quá điển trai, nhưng sao nam sinh năm 1998, Lee Jae-wook đã nhanh chóng gia tăng danh tiếng chỉ với gần 3 năm có mặt trong nghề. Với vai diễn trong Vô Tình Tìm Thấy Haru, Lee Jae-wook đã nhận được đề cử tân binh truyền hình ở Besan at World 2020. Ngoài Vô Tình Tìm Thấy Haru, anh còn gây ấn tượng qua các phim như Hồi Hức Alhambra, Phẩm Chất Quý Cô hay Khi Trời Đẹp Em Sẽ Đến. Dù không còn gì xa lạ với những chàng trai kể trên, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ trước tài năng thiên phú cùng vẻ ngoài đẹp hết phần thiên hạ của họ. Đến thời điểm hiện tại, những anh chàng này vẫn hết mình cống hiến cho sự nghiệp. Và tin chắc rằng trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục được thưởng thức những sản phẩm chất lượng của gia đình họ Lee này. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày, thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.